Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Dốc hơi tàn, Nguyễn Phú Trọng trả thù hèn hạ nhà báo Phạm Chí Dũng và hai đồng nghiệp. Án bỏ túi là nét đặc trưng của cái gọi là nền tư pháp xã hội chủ nghĩa. Đây là loại án mà chính quyền cộng sản dùng để trả thù người yêu nước nào dám cất lên tiếng nói vì một xã hội tự do, vì một chính quyền trong sạch và vì một xã hội tiến bộ. Họ đã bắt giam ông Phạm Chí Dũng hơn một năm, sau đó là bắt ông Nguyễn Tường Thụy và Lê Huỳnh Minh Tuấn. Họ giam thật lâu như thế, nhưng xử thì rất chóng vánh, chỉ trong ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Sáng họ đưa ra xét xử, thì đầu giờ chiều họ đã cho tuyên án ngay. Câu hỏi đặt ra là vì sao họ giam lâu và xử nhanh như vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Việc xét xử một án bỏ túi chỉ là màn trình diễn bị dân, chứ thực chất từ trên Trung ương đã giao cho tòa án một bức án đã định. Loại án này, dù cho mượn bao nhiêu luật sư và dù cho luật sư có giỏi cỡ nào thì cũng khó mà làm cho tòa án xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Đây là hình ảnh ba nhà báo trong Hội Nhà báo Độc lập gồm ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Ông Nguyễn Phú Trọng đã trải qua hai nhiệm kỳ. Trong 10 năm đó, ông đã cho nhân dân thấy rằng ông là con người thích đấu đá cung đình. Ông cùng với Nguyễn Tấn Dũng sống mái với nhau suốt nhiệm kỳ 11, để rồi biển đảo quê hương bị bỏ bê cho giặc phương Bắc tấn công lấn tới. Một người lãnh đạo đất nước mà say máu đấu đá nội bộ thì làm gì quốc gia cường thịnh được. Vậy nên, những ngòi bút như ông Phạm Chí Dũng và những đồng nghiệp của ông trong Hội Nhà báo Độc lập lên tiếng thì rõ ràng đó là một mũi tên bắn vào nơi mà ông Trọng sợ nhất. Lẽ ra, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp nhận những phê bình thẳng thắn của hội những nhà báo độc lập để làm cho đảng của ông tốt hơn. Thì đằng này, ông lại sinh ra lòng căm ghét đối với những ngòi bút chính trực này. Và đòn thâm hiểm của ông Nguyễn Phú Trọng là gì? Bản chất của ông Trọng là tham quyền cố vị, là không chịu lắng nghe để thay đổi, thủ dai và rất thâm hiểm. Suốt cuộc đời ông chỉ lải nhải chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội khoa học gì đó vân vân. Chính những thứ kiến thức lỗi thời mà ông đã từng học từ Liên Xô cũ đó đã biến ông thành con người bảo thủ. Bảo thủ đến mức ông bất cần phân biệt đúng sai. Ông hô hào chống tiêu cực, nhưng người dân lên tiếng đưa cái xấu ra ánh sáng thì ông cho bắt ngay để trả thù. Con người mà sức khỏe xuống cấp đến mức bước đi không vững cũng cố bám ghế, củng cố đấu đá, cố nhốt người này hạ người kia, thì hôm nay dù cho sức khỏe chỉ còn như những khóm hơi tàn thì ông Trọng cũng chẳng muốn nương tay với bất kỳ ai. Và một bài viết chỉ trích cái sai của chính quyền với hành động làm lộ bí mật nhà nước thì tội cũng thêm nặng hơn. Ấy vậy mà tháng trước người ta xử ông Nguyễn Đức Chung tội làm bí mật nhà nước chỉ có 5 năm tù. Còn hôm nay ông Phạm Chí Dũng bị ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tròng lên đầu mức án vô cùng nặng nề tới 15 năm tù và 3 năm quản chế. Thật kinh khủng, một đòn trả thù hết sức hèn hạ. Được biết, 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị kết án tổng cộng 37 năm và 9 năm quản chế. Trong đó, ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội, bị phạt nặng nhất. Mức án của 2 thành viên còn lại trong Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam như ông Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, mỗi người bị phạt 11 năm tù và 3 năm quản chế trong vụ án làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015 do Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử ngày 5 tháng 1. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng được cho là kẻ thù của tự do báo chí và tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã đưa cho ông một chức danh không mấy tốt đẹp này. Đây rõ ràng là một bức án rất nặng nề đối với giai đoạn hiện nay khi mà Việt Nam đang tranh thủ sự quan tâm của quốc tế. Bản án này sẽ làm cho cộng đồng thế giới lên án Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng cũng không hề gì. Đối với quyền lợi quốc gia, ông Nguyễn Phú Trọng bất chấp tất cả. Cách đây 3 năm, ông đã phớt lờ luật pháp quốc tế và sai Tô Lâm sang tận Berlin để lập kế hoạch bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đưa về nước. Thì hôm nay, ông một lần nữa xem thường những cam kết tôn trọng quyền tự do ngôn luận để bắt xử thật nặng những người đã thực hiện tốt quyền này. Nhân cách cao quý của những con người can đảm Việt Nam là gì? Trên trang cá nhân của luật sư Nguyễn Văn Miếng, người tham gia bảo chữa cho nhà báo Phạm Chí Dũng đã có đăng dòng status như sau. Lời nói sau cùng, phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vào ngày 5 tháng 1 năm 2021, Phạm Chí Dũng. Tôi xin cảm ơn các cá nhân trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao, các đại sứ quán đã quan tâm đến nền báo chí Việt Nam. Một bản án quá nặng
đối với các nhà báo độc lập thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sẽ làm cho cả thế giới biết đến nền tự do báo chí của Việt Nam. Tôi đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại, vì nếu có một bức án nặng nề đối với chúng tôi sẽ rất bất lợi giao bang quốc tế trong giai đoạn khó khăn này. Còn nhà báo Nguyễn Tường Thụy thì chia sẻ, tôi đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tất cả những bài báo của tôi đều là những trăn trở đối với đất nước và dân tộc. Trong tương lai, những việc chúng tôi làm hôm nay sẽ là những chuyện bình thường. Nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn thì nói, đề nghị tòa xem xét lại mục đích của chúng tôi. Tôi có niềm tin nhà nước sẽ thực tâm đối với các quyền dân sự. Chúng tôi không vi phạm pháp luật. Chúng tôi chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và lập hội. Chúng tôi chẳng những không làm suy yếu nhà nước mà còn làm cho nhà nước mạnh lên. Đây là hình ảnh status của luật sư Nguyễn Văn Miếng. Vâng, đấy là những gì mà những người đang bị tòa án bất công gán cho những tội vô lý và rất nặng nề với họ, và họ không hề xin xỏ, không khóc lóc để van xin trước tòa. Họ là những con người quả cảm, dám chấp nhận hy sinh cuộc sống tự do để đòi tự do, đòi công bằng cho xã hội. Trong lời nói của họ rõ ràng đã toát lên phong cách cao quý. Nó ngược hẳn với phong cách hèn yếu của đám quan chức được cho là quyền cao chức trọng. Và ngay lập tức các tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng. Bà Bùi Thị Hồng Loan, vợ của ông Phạm Chí Dũng, cho báo chí biết rằng nếu chiếu theo khung hình phạt 10-20 năm tù của khoản 2 điều 117 thì bà không ngạc nhiên về bản án đối với chồng. Nhưng đối chiếu với cáo trạng thì bà cảm thấy buộc tội như vậy là rất mơ hồ. Đây là hình ảnh ba nhà báo đứng trước tòa. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF vào ngày 5 tháng 1 cũng cho biết rằng họ thực sự kinh hãi trước những bản án nặng nề này. Điều đáng kinh ngạc hơn khi biết rằng phiên xử chỉ kéo dài chưa đầy nửa ngày. Phiên tòa cho thấy dưới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay coi thường hoàn toàn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều 25 của Hiến pháp này, trong đó tuyên bố quyền tự do báo chí. Còn ông Daniel Bastan, trưởng đặc khu châu Á-Thái Bình Dương, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, nói rằng phiên tòa này một lần nữa thể hiện sự kém cỏi của nền công lý tại Việt Nam. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng cho biết bản án này cho thấy sự khinh thường của chính phủ Việt Nam đối với truyền thông tự do, đặc biệt là trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13. Còn bà Emily Gree, phó giám đốc khu vực của tổ chức, cũng cho Reuters biết rằng mức độ nghiêm trọng của các bản án cho thấy mức độ sâu sắc của các cơ quan kiểm duyệt của Việt Nam. Trước phiên tòa, Philip Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế, gọi cáo buộc này là không có thật. Ông Robertson nói tiếp, nếu đảng cầm quyền tự đắc trong vai trò lãnh đạo của mình, thì đảng nên thể hiện sự tự tin của mình bằng cách tôn trọng các quyền dân sự và chính trị. Chấm dứt kiểm soát chặt chẽ báo chí và cho phép các nhà báo độc lập tự do phát biểu ý kiến của mình, thay vì im lặng bằng việc bắt giữ và bỏ tù dài hạn. Đã bao lâu nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là như vậy. Họ bất chấp, họ xem thường các tổ chức quốc tế, họ xem thường tất cả, xem thường chính nhân dân của mình. Bản chất bị ổi của chính quyền và bản án tuyên vào hôm thứ Ba là vụ mới nhất trong cuộc trấn áp vẫn đang tiếp tục diễn ra đối với các nhà bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động và những tiếng nói độc lập khác. Trong lúc Đảng Cộng sản đang chuẩn bị tổ chức đại hội của đảng này, đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng, ông càng trở nên bệnh hoạn và càng bất chấp. Một chính quyền bất nhân, trong đó chứa đựng những lãnh đạo bất nhân. Khi họ cáu gắt hay thù hằn, họ tỏ ra bất chấp và vô cùng nguy hiểm. Những ngày giáp đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng càng say máu ăn thua, ông đã trút hết những cơn thịnh nộ đó xuống đầu những người dân vô tội hàng ngày đang đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn tại Việt Nam. Và đại hội đảng lần thứ 13 của đảng là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra 5 năm một lần và hàng chục người đã bị bắt giữ theo các tổ chức nhân quyền. Giống như gà đá, khi vào trận nó rất hung hăng và tàn ác. Đó là thực tế đáng buồn cho cái đất nước này. Với đại hội đảng sắp diễn ra vào cuối tháng này, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tham gia vào một cuộc đàn áp không có giới hạn đối với những người bất đồng chính kiến. Ông Robertson, phó giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền khu vực châu Á, đã nói về phiên tòa vừa diễn ra như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng vừa già nua vừa là con người hết sức phản tiến bộ. Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn bày tỏ quan điểm chỉ trích mà chính phủ không muốn nghe và như vậy là đủ để tống họ vào tù nhiều năm vì tội không có thật. Thông cáo ngày 5 tháng 1 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế nói như vậy. Và không biết nếu ông Nguyễn Phú Trọng khi bị đưa ra vành móng ngựa, ông ta có mếu máo như Đinh La Thăng hay không, nhưng rõ ràng là khi ở đỉnh cao quyền lực, ông ta rất ác. Hèn hạ, gian ác là những phẩm chất đáng khinh bỉ
người Cộng sản. Và ông Nguyễn Phú Trọng, dù còn là chút hơi tàn, cũng lệnh cho tòa án làm điều gian ác tiếp theo. Ông ta là một con người đáng nguyền rủa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Tư ngày 6 tháng 1 năm 2021 với bản tin Dốc hơi tàn, Nguyễn Phú Trọng trả thù hèn hạ nhà báo Phạm Chí Dũng và hai đồng nghiệp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.